Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày thứ tư mùng 6 tháng 4 năm 2016. Đầy đủ duyên lành chúng ta được gặp nhau tại đạo tràng chùa Phật Quang ở Đa Cương, Hàn Quốc. Hôm nay được lần đầu tiên quý thầy ở Canada cũng như quý Phật tử ở Hoa Kỳ, ở Canada, ở Úc, vân vân sang được Hàn Quốc trước là thăm viếng quý đồng hương Phật tử, sau là chúng ta dành ít thời gian để gặp gỡ với nhau, an ủi, chăm sóc cũng như là chia sẻ Phật pháp với nhau. Thì quý thầy đã đến đây từ hôm chiều của ngày Hai Tây, và những ngày trước thì sinh hoạt ở Busan, chùa Tam Quang, và hôm nay đến đây là chùa Phật Quang. Phật Quang tức là ánh sáng của Phật. Bởi vì lẽ ra thì Pháp Hòa sẽ gặp đại chúng 2 giờ, hôm nay sau giờ ăn trưa, và cũng được cái duyên là ăn trưa chung với một thầy. Thầy là vị phụ trách chăm sóc cho đạo tràng ở đây. Thì sau khi ăn trưa rồi thì thầy dẫn đi tham quan ở nơi này. Thầy dẫn lên chánh điện, rồi thầy dẫn ra sân, rồi thầy dẫn đi vào tăng phòng để xem những cái phòng ốc của chư tăng ở đây, vân vân. Sau đó thì ngồi nói chuyện về giữa Phật giáo Việt Nam và Phật giáo Hàn Quốc. Và thầy thì cũng biết tiếng Anh chút chút. Pháp Hòa thì biết tiếng Hàn không biết. Nhưng mà rất là vui, bởi vì cái người trẻ gặp nhau giống như là, đặc biệt là cái người tu, khi mình đã xa rời gia đình mà mình không có anh em ruột thịt, mình từ bỏ anh em ruột thịt, chữ từ bỏ đây không nghĩa là mình ghét bỏ gì họ, tức là mình rời khỏi gia đình, không có người thân. Khi
khi mà mình đi xuất gia, mình tu, mình đi đến đâu, mình gặp các thầy mà tương đồng với cái tuổi của mình. Thầy đây thì nhỏ hơn Thái Hòa tới 10 tuổi lận. Thầy mới có 33 tuổi thôi. Thì thầy pháp hiệu là Long Vân. Thầy pháp danh là Long Vân. Long là rồng. Hồi nãy hỏi thầy, thầy nói Long là rồng, Vân là mây. Con rồng uốn lượn trên mây. Thầy ngồi kế bên thầy ăn cơm, cái thầy hỏi mấy Phật quý sư cô chứ thấy tôi với thầy đây có giống không? Tại thầy cũng tròn tròn vậy đó. Thì thầy rất là dễ thương. Thầy rất là vui. Và hồi nãy thầy đưa về tăng phòng thì thầy mới đem cái lá y của thầy, của người Hàn Quốc cho Hòa xem. Thì Pháp Hòa mới lấy cái tấm y đó và mới đắp cho thầy xem. Cái thầy giật mình. Thầy nói thầy cũng biết mà thầy nhảy lên giống như một trẻ em mà vui mà gặp được một cái người mà biết. Pháp Hòa nói Phật giáo Việt Nam đắp y cũng giống thầy đắp thôi, cái cách xếp y cũng giống vậy thôi, và cái lá y trải ra thì cũng có những cái điều y giống như vậy. Thì rồi nói chuyện vui lắm. Rồi những cái bức tranh ở trên chùa, đi tới đâu nhìn cái bức tranh đó, mặc dù toàn là tiếng Hàn, nhưng mà mình nhìn cái bức tranh đó mình biết được cái nội dung từng câu chuyện. Thì khi đến đâu và chỉ bức tranh này và nói là cái câu chuyện thì thầy nói ô thầy biết hết trơn. Rồi sau đó có một cái bức tranh trên chánh điện rất là đẹp, mà quý vị nào mà lên được cái lầu ở tuốt ở trên nữa đó, thì dọc hai bên là tiểu sử, lịch sử của Đức Phật, và bên này là một cái bản 10 bức tranh chăn trâu, tức là 10 cái bức nói về một cái hành giả tu hành. Mình phải theo dõi cái tâm của mình giống như một em bé một cái em bé chăn trâu vậy. Và cái trâu đó là tượng trưng cho cái tâm của mình. Cái tâm mình chưa tu thì nó đen xì giống như là con trâu đen vậy. Là mình tu riết, mình chuyển hóa riết, mình chùi rèn luyện riết thì con trâu này nó từ từ nó trắng. Đến khi nào đó tâm mình và mình là một thì ta vẽ cái vòng tròn. Thường thường ở các chùa đó, ta vẽ một cái vòng tròn tượng trưng cho viên dung, phải không? Cái chỗ mà không còn lời lẽ, không còn ngôn từ gì để giải thích nữa hết. Cũng giống như hồi sáng thầy viện chủ giảng vậy đó, tịch diệt vi lạc đó, tức là khi nào mình trở về được cái trạng thái bình an của tâm mình đó, là mình sẽ có được niềm vui. Không có cái vui nào bằng vui khi mà cái tâm hồn mình tĩnh lặng hết. Và cũng giống Pháp Hòa, hay là hồi nãy mình rất là vui là tại vì hôm nay mình ở đây, mình đến mình sinh hoạt với Phật tử, mình cũng gặp quý sư chào hỏi thôi. Nhưng mà thầy cũng rất vui là thầy gặp được một người tu Phật giáo Việt Nam trẻ cũng giống thầy như một người anh. Rồi Pháp Hòa cũng rất vui được gặp thầy nói chuyện, rồi thầy dẫn đi tham quan cũng như là mình có một người em trong đạo vậy. Thì hoặc là mấy ngày nay lên thăm Hòa Thượng trụ trì của chùa Tam Quan thì mình cũng cảm ơn, thì Ngài nói là con Phật đều là một nhà hết. Thì cũng giống như mấy chị em Việt Nam qua Hàn vậy nè. Không ai biết ai hết, nhưng mà rồi gặp nhau rồi đồng cảnh ngộ với nhau, cái thương nhau như chị em ruột thịt. Mà đôi khi chị em ruột thịt mà thân còn không bằng chị em hàng xóm nữa đó, phải không? Thì gần gũi với nhau, hiểu nhau và chia sẻ với nhau. Thì hồi nãy gặp thầy đó, Pháp Hòa cũng vui mà thầy cũng vui. Vậy mà dễ thương nhất là lúc mà Pháp Hòa đắp cái lá y lên, cái thầy phải thấy Pháp Hòa làm gọn hơn, cái thầy nhảy lên thấy giống là rất là ngạc nhiên, là thầy cũng biết cái nó giống nhau hết, cái bần bà, cái điều y giống hệt với nhau hết. Thì thưa đại chúng, là nói như vậy để chúng ta thấy rằng cái người Phật tử chúng ta giống như khi mà chúng ta quy y tăng, thì quy y tăng là cái thầy mà làm lễ cho mình đó, chỉ là cái người đại diện cho tăng, truyền bá cho, thay thế cho chư tăng tác thành cái lễ quy y đó để mình chính thức mình phát nguyện trở thành một Phật tử. Mà ở nơi chư tăng nào, dù chư tăng đó người Hàn, người Ấn, người Lào, người Campuchia chi đó, mà có giáo pháp, có hướng dẫn, thì tất cả chư vị đều là những bậc thầy mà chúng ta nương tựa được hết.
Thành thử ra quý vị nhiều khi cái ngôn ngữ nó không giống nhau thì mình nghe không thấu thôi, chứ còn khi mình hiểu là cùng giống nhau hết. Ngày hôm qua mình đi chùa Phật Quốc á, lúc đó gặp sư trụ trì đang cúng ngọ đó, và cái bài kinh cuối cùng sư tụng là gì? Bát Nhã Tâm Kinh đó. Mình không đọc được nhưng mình nghe cái phát âm là mình biết sư đang tụng Bát Nhã Tâm Kinh đó. Cũng giống như hôm nay mà gặp sư phụ trách ở đây, thầy Long Vân vậy đó, thầy nói chuyện những cái từ ngữ Phật giáo là giống nhau hết đó. Thì trưa hôm nay hồi sáng quý vị đã nghe một bài pháp của thầy Viện Chủ rồi, thì chiều hôm nay chúng ta gặp nhau để chúng ta trao đổi chút ít những câu hỏi liên quan đến đời sống hàng ngày, hoặc là những cái vấn đề Phật pháp, mà đặc biệt là các anh chị em đang sinh sống ở tại Hàn Quốc này. Còn những Phật tử mà đi theo là những người trợ duyên, thứ nhất là cũng tháp tùng coi vậy, chứ cũng nhờ mấy chị em ở bên này đó, quý vị mới đi theo thầy tu mười mấy bữa đó, chứ ở bển dễ gì. Ở bển dễ gì, ở bển mà chạy qua Trúc Lâm mà ở chừng 4 bữa là thầy ơi con phải về, hỏi sao vậy, tiệm không ai đóng cửa. Vân vân. Nhưng mà hôm nay là vì đi theo qua tới bên này thì coi như là các vị ngồi đây, thứ nhất là qua để thăm viếng, an ủi, động viên. Và các vị đang ngồi đây nghe pháp chung với các chị em đây đó, nghĩa là trợ duyên đó. Trợ duyên, ngồi đó ủng hộ tinh thần, trợ duyên. Và hôm nay thì mình sinh hoạt Phật pháp vấn đáp, thì trong này có một cuốn những cái câu hỏi Phật pháp, nhưng mà có một vài câu trong này thầy sẽ, Pháp Hòa sẽ chia sẻ với quý vị. Là trong này có một câu hỏi là: con muốn hỏi thầy là con làm lụng vất vả dành dụm để lo cho cha mẹ, nhưng mẹ con không suy nghĩ số tiền đó là do con đổ mồ hôi nước mắt để có được nó, mà mẹ con lấy tiền đó đánh bài, nên con mấy năm nay không lo được nhiều nữa vì con cũng bệnh. Vậy con có mang tội bất hiếu không? Thật sự ra đó, như Pháp Hòa thường giải thích, chữ hiếu là gì? Chữ hiếu là hảo, là tốt. Thì cha mình quan niệm một chiều, tức là con cái phải có hiếu với cha mẹ. Nhưng mà thật sự ra nếu mà nói cho đúng thì tất cả con cái phải hảo, phải hiếu với cha mẹ, và ngược lại cha mẹ cũng phải hiếu với con. Ví dụ như mình đến, khách đến nhà mình rồi mình rất là chăm sóc khách thì mình gọi là hiếu khách, phải không? Rồi thí dụ như bây giờ mình có thức ăn, mình không có giấu, mình đem nó cho mọi người cùng ăn, thì cái đó gọi là gì? Hiếu ăn, mà mình gọi là hảo ăn đó. Chữ hiếu cũng là hảo, thấy không? Hiếu hảo là cái nghĩa nó như vậy. Cho nên đừng có lầm là cái hiếu đó là chỉ con cái đối với cha mẹ. Nhưng mà nếu như con cái hiếu với cha mẹ mà cha mẹ không hiếu lại với con cái, nghĩa là tư duy tiền của này do đâu mà con mình nó có được, nó cho mình. Mà đôi khi ở đây nếu như một cái việc làm đúng mức mà tiền lương đúng mức thì mình cũng đúng đủ xài chứ không có dư. Mà nếu một người con mà làm ít mà quá nhiều tiền thì chỉ có làm việc bất hợp pháp thôi. Chứ còn nếu mà làm việc đúng luật thì không có ai mà có nhiều tiền đến mức độ mà để cho mình phung phí một tháng cả 5-7 ngàn đô, thí dụ vậy. Cho nên đó, cha mẹ ở Việt Nam phải thông cảm cho các con ở nước ngoài, dù là ở Canada, ở Mỹ, ở bất cứ nơi nào. Tại vì khi mà con, cái cha mẹ cứ hay suy nghĩ là con mình không có ở chỗ này nữa, nó đi chỗ khác nó làm ăn, thì cứ nghĩ chỗ đó là giàu có, chỗ đó là nhiều cái sung túc, biết đâu chừng nó lọt vô cái chỗ khổ lụy hơn sao, thấy không? Thành thử ra nếu mà là cha mẹ thì mình phải hiểu được cái điều đó, rồi mình làm sao mình tiết kiệm cái phần chi dùng mà dùng cho đúng, để con mình nó có đủ khả năng lo cho mình mà nó không có sanh cái tâm gọi là đau khổ khi mà phải giúp đỡ cho cha mẹ. Thì cái thứ hai nữa đó, ở đây cái vị Phật tử này
vừa lo cho cha mẹ mà vừa lại có bệnh nữa. Thành thử ra bây giờ á, chị đừng có lo, chị cứ làm theo cái khả năng của mình. Vì mình đã làm hết tất cả những gì trong khả năng mình rồi, chứ không phải là mình không muốn làm. Cái thứ hai nữa đó, cho dù mình có khả năng mà cha mẹ sử dụng cái tiền đó không đúng, mà mình biết rõ như vậy, thì mình cũng phải nên tiết giảm lại. Chỉ khi nào thật sự cha mẹ cần, như là trị bệnh, thuốc men hay lo việc gì đó, thì lúc đó mình có, mình giúp. Chứ còn bây giờ nếu mà mình cho một cái người cờ bạc thì bao nhiêu cũng không đủ. Người ta kêu là núi mà còn phải lỡ, tiền rừng bạc bể mà còn phải hết, thì huống chi là mình chỉ đi làm 5 đồng 3 cọc. Mà hơn nữa ở đây thì mình cũng phải có đời sống của mình, như là lo cho con cái, rồi chi dùng những cái lặt vặt trong đời sống ở đây. Ở đây á, mình có một chiếc xe thì mình phải có bảo hiểm, bảo hiểm xe nếu mình lái xe. Rồi mình có nhà phải có bảo hiểm nhà, mình phải có bảo hiểm nhân thọ, tức là bảo hiểm lỡ mình có tai nạn gì thì có tiền bảo hiểm đó họ lo cho mình. Ở cái xứ này Pháp Hòa nghĩ nó không có khác gì cái xứ nước ngoài, cái gì cũng phải có bảo hiểm hết. Ngay cả chùa cũng không ngoại lệ, nếu mà chùa mà không có bảo hiểm thì cũng không được, không có hợp pháp. Cho nên chùa bắt buộc phải có bảo hiểm. Mà cái chùa mà lớn chừng nào, nhiều cơ sở chừng nào, bảo hiểm cao chừng đấy. Tại vì lỡ thí dụ như cháy thì có chuyện gì hữu sự thì họ sẽ trả mình đúng cái mức tiền, mà đúng cái tài sản đó, vậy đó, và vân vân. Cho nên không phải là dễ. Nhưng mà thí dụ thôi, đa số chúng ta nghe một cái thí dụ như bây giờ hôm nay quý thầy đi với quý Phật tử đi Phật sự, thì mình đi Phật sự là, nhưng mà đối với cái người ta nghe mình đi Hàn Quốc thì ta nghĩ đầu đi du lịch thí dụ thế. Thế đó là cái chuyện đương nhiên, mà người ta nghĩ cái chữ du lịch á là sung sướng. Nhưng mà hỏi thử trong đoàn có mấy ngày nay thì sao? Ngày hôm qua là thầy trò là phải ăn cơm ngoài sân. Mỗi người để một cái thùng cơm ra, rồi thầy trò gì là cứ xếp hàng lấy cơm ăn ở ngoài công viên, ví dụ vậy. Tại vì cái quan niệm của người ta là khi mình rời khỏi nước, mình đi đến một quốc gia khác thì nghĩa là du lịch, phải không? Nhưng mà cái chữ du lịch người ta hiểu theo thế gian là du lịch nghĩa là enjoy, tức là hưởng thụ. Nhưng mà thật sự ra người tu của chúng ta đi làm Phật sự, mình không có nệ hà những cái bất cứ công việc gì. Hồi sáng này ngồi trên xe thì có cái em Phật tử nhỏ nhỏ hôm nay đi theo mẹ, 16 tuổi Long đó. Thì Pháp Hòa mấy ngày nay không có gặp được em, tại vì em nó cứ ở trong phòng, không, nó không có ra sinh hoạt gì hết. Chỉ duy nhất ngày duy nhất hôm nay là được ngồi trong xe với nó đi một đoạn đường xa. Cái thứ hai, như hồi sáng này mình tới cái đạo tràng chùa này thì không có cái chỗ nào khác cho nó trú ngoài cái phòng này, cho nên buộc lòng nó phải ngồi ở đây sáng giờ đó. Chứ nếu mà có cái phòng nào mà cho Phật tử là nó mất rồi, nó vô đó rồi. Nhưng mà nhờ cái cơ hội đó, Pháp Hòa mới có cơ hội mới giải thích cho em hiểu thế nào là đạo Phật, đúng không? Để cho các em sống thích ứng. Thí dụ như nói là thầy ở nhà thầy ăn cơm như thế này, thầy sống như thế kia, cái đó là chuyện ở nhà mình. Còn nếu như mình đã đi chấp nhận mình một cái chuyến đi như thế này thì mình phải thích ứng với mọi hoàn cảnh. Mà thích ứng với mọi hoàn cảnh nghĩa là mình là đạo Phật. Đạo Phật dạy cho mình một cách sống. Cho nên cái chữ Phật quang là vậy đó, thấy không? Quang là gì? Quang là ánh sáng. Nhưng mà thường thường á, cái chữ quang mà người ta hay nói là hào quang, phải không? Chữ hào là gì biết không? Chữ hào là từng cái sợi, nó rất là mịn. Từng sợi mịn mịn mà nó tỏa ra cái ánh sáng nhẹ nhàng, gọi là hào quang. Vì thì trong chúng ta ngồi đây ai cũng có hào quang hết. Vì chữ Phật là gì? Phật nghĩa là giác. Chữ quang là ánh sáng. Vậy thì chỉ cần chúng ta sống thích ứng dù một chuyện rất nhỏ, đó là chúng ta đang thể hiện hào quang.
Chứ đừng có nghĩ rằng mình tu đến khi nào mình phát quang nó rực rực vậy đó nha. Đi tới đâu nó cũng sáng rực, lúc đó người ta nói mình tẩn tẩn chứ không có mà. Chứ mà cái hào quang của người tu là mình nhẹ nhàng và tĩnh lặng trong mọi cái việc làm của mình. Ví dụ như hồi sáng này có một số các chị phải đi đường, đi bằng tàu lửa đến đây. Thì có những vị đâu có đúng giờ, thì mình đã quy định 10 giờ nhưng mình nán lại trễ một chút để cho mọi người có cơ hội tập hợp đúng giờ, để người ta không, mình đến đây một lần đến một lần khó. Và các chị cũng phải sắp xếp dữ lắm. Có nhiều chị nói rất là dễ thương mà tội, nói trời ơi con nghĩ con có duyên với thầy, mỗi lần con xin đi đâu khó lắm, chồng không cho đi. Mà bữa nay tự nhiên con nói con xin phép chồng con cho đi lên gặp thầy để nghe giảng, chồng con ừ liền. Thành thử ra nếu như mà mình thấy được, nếu mà mình phiền muộn cái chuyện đó mà mình thấy rằng mình đã đến đây mục đích là để thăm viếng, gặp gỡ, chia sẻ với các chị, thì mình đâu có nệ hà gì phải chờ. Các vị chờ mình suốt mấy năm nay rồi, bây giờ mình qua tới đây mình chờ thêm nửa tiếng, một tiếng không có sao hết. Đó, mà mình cứ nhẹ nhàng, dù mình đi ra trễ có 40 phút hay là trễ nửa tiếng, nhưng mình vẫn bình an, đó là hào quang đó. Đó. Cho nên các chị cũng nhớ là cái đời sống của mình đó, có nhiều khi ở trong cái khổ, nhưng mà mình cũng vẫn tìm ra được cái lối thoát để mình nhẹ nhàng, đó là hào quang của mình. Mà cứ nhẹ nhàng như vậy là không bao giờ nó tắt. Giống như cái đèn vậy đó, cái đèn mà mình mở nó vừa vừa vậy đó ha, nó lâu lắm, cháy lâu lắm. Còn mà nó sáng rực hoài nó mau cháy cái motor lắm, phải không? Thì cũng như vậy. Cho nên á, làm cha mẹ thì cũng phải hiếu với con. Hiếu nghĩa là mình thương con, mình thông cảm cho con. Rồi con cũng hiếu cha mẹ là thông cảm cho cha mẹ. Ví dụ như tại sao con có hiếu là tại vì con thông cảm cho cha mẹ, là cha mẹ già, cha mẹ chậm chạp, cho nên cha mẹ có đi lâu cái người con không có cằn nhằn. Chứ nếu mà mình đi với bạn mà thử nó cằn nhằn, nó đi trễ coi, đi chậm coi, mình cằn nhằn. Nhưng mình đi với một người già thì mình không cằn nhằn, là tại vì mình biết người già lớn tuổi đi chậm. Tại sao? Vì mình có hiểu. Có hiểu mới có thương. Mình có hiểu mới có thương. Mình không hiểu thì mình không thể thương được. Đã. Cho nên ở đây đừng có lo là mình mang cái tội bất hiếu với cha mẹ. Thứ nhất là mình đang mang bệnh. Thứ hai là dù mình không bệnh, nhưng mình phải hiểu rằng cái tiền này mình sẽ dụng như thế nào cho nó đúng. Mình đâu phải là tiền rừng bạc bể mà hô một cái mình có đâu. Cho nên thôi thì bây giờ mình không đưa cho cha mẹ phung phí, thì mình để dành lại đó. Lỡ sau này cha mẹ ốm đau có cần được cái tiền này thì mình cũng có để mình giúp. Hiếu hay không, nhiều khi đến khúc cuối rồi mới biết. Cũng giống như một cuốn phim vậy đó. Nhiều khi mình nhìn cái người đó ác, thiệt ác, mà cuối phim thì ra người đó hiền. Họ chỉ đóng vai ác thôi. Cho nên tại sao trong chùa quý vị thấy không, có hai cái ông đó, ông thiện với ông ác đó, phải không? Người đến lúc nào cần phải ứng xử cái tướng hung dữ, đến lúc nào cũng cần thể hiện cái tướng hiền lành. Cho nên cái ông mà ở chùa Việt mình hay thờ đó, le cái lưỡi dài, ở trên đầu có ba cái ngọn núi đó, ông đó là ông Tiêu đó, mình hay gọi là Tiêu Diện Đại Sĩ đó. Mà vị Tiêu Diện Đại Sĩ đó là ai hóa thân? Là Đức Quan Âm. Đức Quan Âm hóa thân ra cái vị Tiêu Diện Đại Sĩ đó phải hung dữ như vậy mới có thể thống lãnh cô hồn được. Bị diệt loài cô hồn là tạp nhạp lắm. Dân cầu muối, dân súng củi, dân cầu chà già, dân cầu chữ y, nhiều dân, nhiều cầu trong đó lắm. Thì phải ông cầm cái cờ, ông hiệu lệnh thì các dân kia mới nghe. Mà nếu mà ông thống lãnh cô hồn mà ông nói các em ơi lại đây cho chị, thì chắc cô hồn lấn mất rồi, phải không? Ông mới cầm cái cờ lên, ông ra lệnh thì các loài kia nó mới nghe được. Cho nên ở trong chùa thờ bên này Đức Hộ Pháp, thấy ông nhìn thấy hiền từ, nhưng mà trên tay Hộ Pháp cũng làm gì, cũng cầm một cái kiếm, thấy không? Đó, cái gươm đó là tượng trưng cho sự kiên định, phải không? Cho nên quý vị nhớ, mình phải lấy
Mình phải dĩ pháp hộ pháp, tức mình phải lấy cái pháp để mà hộ cho Phật pháp. Mà bây giờ nếu mà trong đời sống chúng ta hàng ngày mà chúng ta không có ứng dụng Phật pháp thì chúng ta khó vui được lắm. Tại vì nếu mà mình muốn, mình mà khó tính, mình mà không có được gọi là tỉnh giác đó trong cuộc sống của mình đó, thì mình rất là dễ phiền não mỗi ngày. Phiền não mỗi ngày. Thử bây giờ á, nếu mà mình chịu để ý mà giận coi, ngày nào cũng có chuyện để giận. Đó, có đúng không? Còn nếu như mà mình bỏ qua được chuyện nhỏ, đó là hào quang. Đó. Thì bỏ qua được chuyện nhỏ thì tự nhiên chuyện nhỏ nó không đủ khả năng nó làm phiền mình, thì chuyện nhỏ đó tự nhiên nó cũng an vui được. Vậy thì là hào quang chứ gì đâu. Cho nên hào quang của Phật là vậy. Cho nên lúc nào Phật cũng có ánh sáng. Đi cũng có ánh sáng, ngồi cũng có ánh sáng, nói cũng có ánh sáng, là như vậy đó. Nãy câu hỏi đâu rồi? Con xin cung kính đảnh lễ thầy và chư vị có mặt nơi đây cũng như chư vị khuất mặt. Nghe ẩn ẩn chư vị sau này nghe lại bài giảng này. Trước tiên con xin cảm ơn thầy đã sanh ra và có mặt tại đây để giảng dạy những bài Phật pháp như dòng sữa mẹ ngọt ngào và thấm dần trong con cũng như đại chúng Phật tử. Cũng xin cảm ơn gia đình hai bên của con. Con xin cảm ơn gia đình chị Tâm Xuân nhờ lên Facebook. Em Phật tử này là không biết quý thầy qua, nhờ lên Facebook. Con xin con có 3 câu hỏi. Con mang kinh Địa Tạng vào công ty đọc có tội không? Con thấy cũng không được tôn nghiêm lắm, nhưng vì hoàn cảnh con không có thời gian. Thưa đại chúng, mấy ngày nay Pháp Hòa cũng có nói một cái ví dụ là ở Việt Nam á, người ta làm lúa đó, thì người ta cầm nguyên cái bó lúa, người ta đập. Người ta đập ra thì người ta lấy lúa, xong rồi thì người ta bỏ cái bó đó qua bên. Nhưng mà khi mà người ta đập như vậy á, thì chắc chắn là không thể nào sạch hết được, thì nó cũng còn sót lại. Mỗi một bó như vậy chắc cũng phải 5-10 hộp gạo, 5-10 hộp lúa, hoặc có khi hơn. Thì họ là những người chủ cả, họ đâu có nệ hà chi mà đi kiếm mấy cái hộp đó, họ vớt qua bên. Thì cái người nghèo á, người ta lượm cái bó đó, người ta chịu khó, người ta đập nữa. Ta đập mà người ta đập sạch một chút á, thì ta mót chừng 5-70 bó thì thế nào ta cũng có được lon gạo. Quý vị thấy được cái hình ảnh đó không? Rồi người ta chịu khó người ta đập, thì nếu mà người ta chịu khó người ta đập thì có 1 lon gạo, 2 lon gạo, mà 3 lon sữa bò là được 1 lít gạo. Thì do cái người nghèo họ phải mót cái đó họ sống. Như vậy thì chịu khó mót thì thế nào cũng có. Chúng ta cũng như thế. Mình tu, chỉ cần mình chịu tu thôi thì thế nào mình cũng có giờ để tu mót. Cho nên đem kinh vô hãng tu là kêu tu mót. Nghĩa là chỉ nếu mình nói rằng đợi đến khi nào mình ở trước bàn Phật mình mới tụng kinh, thì vị Phật tử này chắc có lẽ không có thời gian. Bởi vì đây không có thời gian. Và bây giờ nếu mà chờ mà ở trước bàn Phật thì vị Phật tử này không thể nào có thời gian tu tập tụng kinh được. Thì thôi bây giờ mình chịu tu là có, chịu tu là có phương pháp và có cách tu. Thì bây giờ mình không có thời gian tu ở nhà, mình tu ở đâu? Tu ở trong hãng cũng tốt thôi. Thí dụ như bây giờ mình tụng kinh Địa Tạng. Trong kinh Địa Tạng dạy rất là nhiều, rất là nhiều. Thí dụ như là nếu mình thấy người ta làm lành, mình không làm mà mình còn chê bai, mình một mình chê rồi, mình rủ một người cùng chê, nhiều người cùng chê,
đó là cái lỗi. Ví dụ vậy đi, rồi mình đọc được cái đoạn đó, cái lỡ vô trong hãng, gặp cái trường hợp cũng ná ná vậy, cái mình nhớ trong kinh dạy không nên. Vậy thì ngay khi mình đọc kinh như vậy đó, thì mình ứng dụng cái kinh liền ở trong hãng. Mà mình đã biết rồi, Phật ở đâu? Ở một phương hay là mười phương? Phật ở mười phương, phương nào cũng có Phật, chỉ mình thành tâm là có Phật. Thấy không? Cho nên ở trong hãng cũng có Phật. Mà đặc biệt là Phật ở đâu? Phật ở trong tâm của mình. Phật ở trong tâm của mình, cho nên mình phải an vị Phật ở trong lòng mình, rồi mình đi bất cứ nơi nào mình cũng sẽ được gặp Phật. Cho nên Phật tử đừng có lo, không? Vì hoàn cảnh mà chúng ta ứng dụng tu trong mọi hoàn cảnh, thậm chí lên xe lửa niệm Phật, niệm từ lúc đi xe lửa về tới nhà, rồi lúc về tới nhà mình nấu ăn cũng niệm Phật. Hoặc là mình nghe băng giảng trong khi từ ở nhà mình đi tới hãng, từ hãng về nhà, vô tới nhà là không thể nghe giảng được nữa, thì thôi mình dừng ở đó, mình lo việc của mình. Nhưng mà trong khi mình đi ở ngoài đường, thay vì mình ngồi mình nói chuyện, thì mình vẫn tận dụng cái thời gian mình có để mình nghe giảng. Có những người, người ta lên xe lửa, cái ta nhét vô lỗ tai hai cái ống nghe, ta nghe nhạc. Nghe nhạc cũng có tội lỗi gì, nhưng mà thì thế thì tại sao nghe pháp không được? Phải không? Nghe pháp để mình thấm nhập, mà nhiều khi lời pháp đó nó còn tác dụng hơn một cái bản nhạc nữa. Đó, nhiều khi mình nghe bản nhạc xong mình buồn rầu sầu khổ, còn cái này mình nghe một cái bài giảng Phật pháp dù chỉ 30 phút mà chịu khó hai bữa là mình nghe được một bài. Phải không? 30 phút đi, 30 phút về. Đó, thành thử ra chịu, chỉ cần mình chịu tu thôi, cũng giống như cái người mót lúa. À, chịu khó mót hồi thì cũng có được lon gạo. À, chịu khó tu thì ở đâu mình tu cũng được. Cho nên thưa đại chúng, khi mà mình niệm Phật, mình tụng kinh, mình ngồi thiền bất cứ ở đâu. Đấy. Ví dụ như giờ mình mệt quá, hồi sáng này Pháp Hòa có nói chuyện với em, hồi Pháp Hòa cho nó sâu chuỗi. Thì nó là chưa có biết Phật pháp gì nhiều hết á, mà mình kêu nó làm những cái việc như là niệm Phật trì chú thì chắc nó không vô đâu. Pháp Hòa mới nói con giữ cái sâu chuỗi này nè, khi nào mà con nóng giận, con buồn phiền á, con đừng có nói gì hết á, con kiếm chỗ con ngồi con thở. Con thở vô thở ra con bấm hột, thở vô thở ra con bấm hột, họ thở đến khi nào tâm con bình an xuống rồi con hát ra con nói chuyện. Thấy không? Vì cái sâu chuỗi này sẽ giúp cho mình lắng lòng mình xuống khi mình nóng giận. Và con để ý coi, có bao giờ mình nóng giận mà mình có thể nói những lời dễ thương được đâu. Khi mình nóng giận là mình không bao giờ mình có được những lời dễ thương hết á. Và bao nhiêu lần mình nóng giận là bao nhiêu lần đổ vỡ. Thế thì tại sao mình lại phải tiếp tục? Cho nên mình theo Phật để làm gì? Để mình học cái cách chuyển hóa. Đạo Phật là một phương pháp để chuyển hóa, giúp cho mình chuyển hóa sống tốt hơn. Đó. Cho nên á, mỗi người chúng ta là một cành hoa, và chúng ta đang tiếp xúc với những cái nước, những cái sữa pháp để nuôi dưỡng cái cây hoa của mình cho tốt đẹp. Cho nên mình có thể tụng kinh ở đâu cũng được. Ví dụ như trong kinh Địa Tạng nói, người nào sắp sửa vào địa ngục, tự nhiên vừa tới cửa địa ngục thì người đó nhớ Phật, niệm một câu Phật, đọc một câu kinh, niệm một vài danh hiệu Bồ Tát, người đó liền thoát địa ngục. Vậy thì địa ngục là gì? Tức là khi chúng ta ở cái chỗ khổ lụy, nóng giận, phiền não, chúng ta niệm một câu Phật hay là chúng ta đọc một câu kinh, gọi là đọc một câu kinh đó. Ví dụ như cái câu mình hay đọc: ôi từ lâu ba chốn ngục hình, giam giữ mãi con nguyền ra khỏi. Văn tư tu xin quyết hành trì, thân miệng ý noi về chánh kiến, vân vân. Mình thuộc được những câu kinh mà trong lúc mình khổ, đọc cái câu đó lên cái tự nhiên tâm mình bình an trở lại. Niệm danh hiệu Bồ Tát là niệm tăng, niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Giống như có một cái vị Phật tử nói: khi nào mà con làm biến tu đâu chừng vài ba tuần con nằm chiêm bao con thấy thầy. Và năm chiêm bao thấy thầy là từ bắt đầu ngày mai con phải siêng năng trở lại. Đó.
Thì cái hình ảnh mà mình nằm chiêm bao, cho nên chiêm bao đó nó có 5 cái trường hợp. Nhiều khi hộ pháp thiện thần cảm ứng được cái tâm tu của mình, mà hôm nay mình đang bị ma làm biến nó lôi, cho nên rồi các vị lâu lâu cho mình thấy một cái điềm chiêm bao nào đó, như là nhắc nhở cho mình. Cho nên nhiều khi chiêm bao là do chư vị thiện thần hộ pháp nhắc nhở, nhiều khi chiêm bao là do cái nghiệp của đời trước, nhiều khi chiêm bao là do cái hiện tượng ở đời này chúng ta gặp. Ví dụ như ban ngày, ban ngày mình suy nghĩ về cái gì đó nhiều quá, chẳng hạn như mấy ngày nay đi, ngày nào mình cũng ăn cơm với 3 loại kim chi. Rồi tối về mình nói trời ơi cơm ăn ngán quá, thôi để tôi ăn cái gì có nước, bước vô phòng mì kim chi. Xuống bếp thì ăn cơm kim chi, vô phòng thì mì kim chi, rồi riết nó ám ảnh tối ngủ thấy kim chi. Thí dụ vậy. Cho nên ban ngày nhiều khi mình nghĩ cái gì nhiều, ban đêm nó cũng có thể nó chiêm bao. Đó, chiêm bao thì nó cũng có nhiều cái trường hợp. Mà nếu như mình gặp một cái điều gì đó như là một sự nhắc nhở, thì mình nhớ nhắc nhở thêm cho mình trên cái sự tinh tấn. Chồng con hay nói chuyện một mình và lặp đi lặp lại câu đã nói. Con hỏi sao nói chuyện một mình, thì chồng bảo là không nói vậy, nói vậy để giảm stress. Nhưng sao con thấy không ổn lắm. Nếu như ở Việt Nam mình thì sẽ nói là bị khùng khùng nói chuyện một mình. Con muốn giúp chồng con mà không biết phương pháp, mong thầy chỉ dạy. Thì nếu mà muốn thầy chỉ kiểu này chắc thầy phải rước thầy về ở nhà. Thưa đại chúng, là cái chuyện mà nói một mình đó không phải là ai nhập, không phải ai nhập. Nhưng mà đôi khi có những người, người ta có nhiều cái nội kết ở bên trong mà người ta không có bộc lộ ra được, thì người ta cứ lảm nhảm một mình. Ví dụ thôi, hồi đó Pháp Hòa có biết bà cụ này, bà ở mình. Rồi cái thì ban đêm hay ban ngày cũng vậy, bà đi vô cửa của nó, thiệt mấy cái đứa này nó hết sức là lăng xăng, ăn đâu để đó à. Nó nói mà mình nghe mình tưởng đâu là bà rầy con la cháo gì, mà thiệt sự con mình à. Đó, thì có nhiều người họ bị loạn tưởng, hoang tưởng là do họ sống một mình, nhưng họ không có cái phương pháp chuyển hóa. Họ cảm thấy buồn, họ rất nhiều chuyện họ muốn nói nhưng không có ai để họ nói, thì họ phải nói ra một mình. Thì có nhiều khi ông xã đi làm ở trong hãng có nhiều cái stress, không có nói được với ai, về nói với mình cũng không hiểu, nói với ba mẹ cũng không được, mà nói với bạn bè cũng không được, thì tự người đó. Có những người, người ta không có khả năng, một là buông xả cái đó, hai là họ không có tìm được một người họ trúc, thì cuối cùng họ ấp ủ ở trong lòng. Và có hai dạng nói, một là họ nói trong khi họ ngủ, tức là họ mơ, phải không? Hai là họ nói trong khi họ sống, họ còn tỉnh đây, họ cứ lảm nhảm họ nói. Nhưng mà lâu ngày rồi họ thành một cái tập khí không có tốt, tức là cứ nói lảm nhảm hoài, ngồi đâu cũng lầm bầm vậy đó, biết không? Thành thử ra ở đây bây giờ mình muốn trị á, thì mỗi ngày mình đi làm về với chồng, mình khơi chuyện, mình khơi chuyện, mình kiếm cách mình nói chuyện cho cái người đó có cơ hội sổ ra, nói ra. Có nhiều khi mình không nói gì hết thì người ta không có, tại có những người, người ta có khả năng người ta đến nói với mình, nhưng mà có những người, người ta không có nói mà người ta để trong lòng. Mà mình là cái người biết việc đó, mình nên đến mình hỏi thăm. Ví dụ ăn cơm á, mình im lặng hồi thì bắt đầu mình khơi chuyện, mình nói hôm nay đi làm sao, vui không, mình kiếm chuyện mình nói để cho cái người đó người ta nói ra. Và bây giờ cái bệnh này không phải riêng người lớn bị, mà cũng có nhiều lúc con nít nó cũng bị. Bởi vì có những em á, nó sống với ba mẹ thì ba mẹ quá khó khăn với nó và không có cho nó cái này, không cho nó cái kia. Rồi đôi khi nó cũng không có bạn bè để nó bày tỏ, rồi nó về với ba mẹ nó cũng không được. Cũng giống như vừa rồi đây,
có một cái khóa tu trẻ. Thì thầy Pháp Hòa mới nói là, nói với mấy thầy trẻ đó là bây giờ họp mấy em lại, coi coi các em có cái nhu cầu gì muốn đem ra để làm thành một cái pháp đàm ngồi luận, ngồi mà bàn thảo. Thì 80% các em đều cùng một ý là bây giờ làm sao bàn thảo một cái công việc là các em không thể nào có được cái sự truyền thông tốt với ba mẹ. Hơn 80% mấy em. Đa số là cha mẹ rất là bảo thủ. Ví dụ như trong đầu óc của người Việt Nam lúc nào cũng muốn con mình là bác sĩ với lại dược sĩ thôi, chứ không có cái sĩ khác. Phải không? Mà nếu mà biết con mình nó rơi vào cái tình trạng loài sĩ là khổ dữ lắm. Thà nữa mà trong khi đó con mình nó nhiều khi nó không có khả năng nó học được cái đó, nhưng mà nó phải đeo đuổi theo cái mà cha mẹ muốn mà nó đau khổ vô cùng. Đó là mình nói chỉ mới cái việc học thôi, chứ chưa nói rất là nhiều những cái việc khác. Cho các em nó không có thể nó bày tỏ được với ba mẹ. Rồi nhiều khi nó muốn nói mà tiếng Việt nó không đủ. Thấy không? Mà nó nói tiếng Anh thì cha mẹ nghe không hết. Đó, thành thử ra cũng khó lắm. Cho nên các em bây giờ trong cái ngày khóa tu này sẽ có mấy giờ để pháp đàm, đâu mấy đứa hỏi mấy em coi nó muốn pháp đàm về đề tài gì, bắt đầu mới ghi lên bảng. Đề tài về vấn đề học hành, bạn bè, truyền thông với bạn bè, sự học hành, truyền thông với cha mẹ vân vân, thì nó lại đưa ra, nó đồng ý thống nhất là bàn thảo truyền thông với cha mẹ. Và có những đứa nó không truyền thông được thì buộc lòng nó ấp ủ trong lòng nó. Rồi bắt đầu thì nó mượn cái xả đó đâu, xả trên mạng. Nó đi chơi game. Thì chỉ có lúc nào mà nó chơi game á, nó mới không suy nghĩ chuyện khác thôi. Thì bắt đầu mà khi mà nó xả được cái này rồi á, để nó mượn cái game làm cái chỗ để nó xả đó, thì bây giờ nó xả tạm cái này, cái bắt đầu nó ghiền game. Rồi có những người á, người ta sống hàng ngày với mình riết, người ta chán, thì người ta bắt đầu tìm những cái vui lơ lửng khác, tức là người ta lên mạng tìm bạn. Mà cái thế giới mà mạng đó là thế giới ảo. Đúng không? Người ta nói 10 mình nghe chừng 2-3 thôi, chứ người ta nói 10 mình nghe 10 là chết. Cho nên có nhiều người, người ta cũng thất vọng, người ta cũng đau khổ, do người ta nhiều cái ảo tưởng. Mà Bát Nhã Tâm Kinh gọi là vọng tưởng. Đúng không? Và chúng ta có rất nhiều những cái vọng tưởng. Cho nên á, muốn giúp cho một cái người thân của mình như thế này đó, thì mình tìm cách mình khơi chuyện, mình nói. Hoặc là mình thấy ông chồng mình vậy không, dẫn ông đi bộ nè, ăn cơm xong vợ chồng rủ nhau đi bộ, làm việc chung. Thì chỉ có khi nào mình làm việc chung với nhau á, mình mới có cơ hội. Khi mà người đó làm việc rồi, họ xả được cái thân á, nó mệt á, tối về họ ngủ. Mà khi mà cái tinh thần họ ngủ đủ thì họ cũng sẽ giảm cái đó. Cho nên cũng có nhiều cách, chứ không phải là không có cách. Mà bây giờ muốn trị một người bệnh, dù là thân bệnh cũng đã cực rồi, huống chi là một người mang một chút xíu về tâm bệnh. Mà cái quan trọng là chúng ta chịu khó, chúng ta giúp cho cái người thân của mình chữa cái bệnh đó. Chứ đừng có nghĩ là người đi bị ma nhập, bị mắc thằng bố, hay là bị mắc đằng dưới. Ai đó dựa nhập nó không phải. Mà ở cái xã hội phương Tây á, rất nhiều người bị bệnh này, chứ không phải là có những người nặng hơn á, có những người nặng hơn á, là họ nghe cái tiếng văng vẳng trên bên lỗ tai họ là kêu họ đi chết, kêu họ đi làm những cái việc sai quấy. Chẳng hạn như thầy Pháp Hòa có gặp một cái em đó, nó nghe người ta nói bên lỗ tai nó mày đi chết đi. Và hôm đó nó gặp Pháp Hòa, nó đưa cho Hòa xem cái tai nó, là nó cắt tai nó 17 lần mà nó cắt mà nó không chết. Rồi có nhiều đứa nghe đi chết đi, nó lấy thuốc nó uống. Và may thời là cha mẹ nó phát hiện kịp. Cho nên cái bệnh mà, cho nên á, tại sao trong nhà Phật chúng ta hay thường tổ chức pháp đàm, để làm chi? Để có cơ hội nói ra. Giống như vợ chồng lâu lâu phải tổ chức pháp đàm. Thí dụ như là mình uống trà. Cái chữ pháp đàm á, nghe rất là Phật Pháp á, nhưng mà thật sự là pháp đàm là gì? Ngồi lại uống một chung trà và nói chuyện. Nhờ lúc mà chúng ta nói ra,
chúng ta nói ra được. Quý vị đừng có tưởng là người đời mới cô đơn, chứ thật sự người tu á, người tu cũng cô đơn nữa. Tại sao cô đơn phải không? Thí dụ đi, bây giờ ví dụ như bây giờ á, một thầy đó 60-70 tuổi sống chung với một chú tiểu 16-17 tuổi, làm sao hợp được hai cái thế giới, phải không? Thì cái chú tiểu á, thì cứ hễ ăn xong là chạy đi chơi, làm việc, học hành rồi, không thể nào ngồi nói chuyện với một thầy 60-70. Và thầy 60-70 muốn kêu đệ tử lại nói chuyện. Pháp Hòa nhớ thầy viện chủ kể á, sư ông tức là sư phụ của thầy, mà mình gọi là sư ông nữa đó, thì hòa thượng á là rất là muốn các đệ tử tới chơi với hòa thượng, nói chuyện hòa thượng, mà không ai chịu tới hết á. Mà cái thời xưa đó, mà quý vị biết trái vải á, trái vải hộp á, trái vải lon rất là quý, người ta mang vô người ta cúng dường cho hòa thượng á, thì hòa thượng không có ăn mình, hòa thượng khui ra, hòa thượng biểu là múc ra chung mỗi người 2 trái 3 trái, rồi kêu hết mấy chú lên với cái mục đích là ăn trái vải hộp để cho hòa thượng có cơ hội ngồi chơi nói chuyện. Dạ, chạy lên cái 3 hộp trơn cái, dạ bạch hòa thượng con đi. Hòa thượng rốt cuộc á, nó hết hộp vải của mình mà đi mất tiêu, mình chưa nói được câu gì hết. Sao thì thầy mới nói là sau này thầy lớn, thầy già, thầy mới thông cảm hồi nhỏ mình đối xử với sư phụ mình vậy, phải không? Giờ chắc không biết cô bỏ báo không? Thưa đại chúng, là cho nên mình sống ở trong cuộc sống á, mình có thông cảm, cho nên Pháp Hòa nghĩ rằng có như vậy. Cho nên thầy viện chủ á, thầy rất là thương người già, thầy rất là thông cảm và thương cho người già. Thầy lên trên nhà dưỡng lão, thầy gặp từng bác, thầy nắm tay, thầy vuốt ve, thầy hỏi thăm. Mà mấy người già, người ta thường nói càng lớn tuổi, càng về già thì càng giống trẻ em. Tức là đổi này đổi kia không được thì hờn mát, giận lẫy rồi vậy đó, phải không? Y hệt vậy. Mà đâu có thể cho ăn tự do được. Thầy mới vô thầy la mấy cô nấu, thì nói sao nấu cái gì ăn lạc lẽo quá, biểu gia vị đồ lên. Pháp Hòa nói thầy ơi, mỗi người là một hồ sơ bệnh. Mình người ta chia đều cái bệnh lý đúng liều lượng, phải không? Mình thương cho ăn cho ngon, nhưng mà ăn như vậy thì không tốt sức khỏe cho quý bác. Nhưng mà cái lòng từ bi, thấy quý cụ như vậy thì thương. Hôm mà trước khi đi nè, một tay lên đường về qua đây, 31 tay. Thầy còn nhờ một quý sư cô ở chùa nấu một nồi bún Huế chay thiệt lớn, đem lên đãi mỗi bác tô. Rồi thầy mới đi đó, đúng không? Mà mấy bác mà đi, thầy đi vắng lại bác trong, mấy bác chờ lắm, mà thầy về là bác vui lắm. Có nhiều bác nói trời ơi, tôi ở chung một lầu với thầy mà nhiều khi cả tháng không thấy thầy nữa. Đó, thì thưa đại chúng là mỗi con người chúng ta đã là con người thì ai cũng có những cái tình cảm. Giống như hồi nhỏ mấy chú tiểu á, tối thứ sáu là ôm mền gối lên ngủ chung phòng với Pháp Hòa. Mà bây giờ lên tới 15 tuổi là bắt đầu kêu lên là không muốn lên nữa, phải không? Nhiều khi Pháp Hòa cố tình á, để chung, để ly dơ ở trong phòng để cho mấy chú vô để mà dọn dẹp, rồi có cơ hội mình hỏi thăm. Nhiều khi vô thấy cái cũng lờ. Rồi cái bắt đầu thấy lơ, cái bắt đầu mình làm gì? Mình phải lập. Tức là mình thấy con vô dọn này giùm cho thầy, dọn kia thầy vô ra. Mình xây qua xây lại bưng mất tiêu rồi. Có nhiều khi nó đứng rửa chén, mà đứng rửa ly, úp chén lên rồi, mà cái xin chưa kịp rửa là nó đã giọt rồi. Nó không đến đâu là nó. Mình từ đó mình mới thấy rõ ràng là cái tuổi tác nó khó như bé đó. Hôm nay đi theo mình 4 năm ngày nó buồn hiu rồi, tại vì đâu có cái người nào mà đồng tuổi với nó chơi với nó đâu, phải không? Nhỏ quá thì cũng không được. Rồi mấy năm nay mình tổ chức cái khóa tu, rồi tổ chức khóa tu thì mình cứ dồn vô từ 13 tuổi dồn vô chung. Năm nay nó biểu tình, nó nói hè năm nay á là phải chia ra khóa tu, 13 tuổi tới mấy tuổi tu khóa, rồi từ 18 tuổi tới bao nhiêu tuổi tu khóa riêng. Tại vì cộng trộn như vậy đó thì nó không thể nó bàn thảo được công việc với những đứa 13, 14 tuổi, khi mà nó ở tuổi 18, 19 trở lên, thí dụ vậy. Thì mình mới thấy rõ. Cho nên ở trong cuộc sống
Người nam cũng vậy. Thí dụ bây giờ đi trong một cái chuyến hành hương như thế này, làm việc Phật sự như thế này, cũng may là mấy chú nam cũng có vài người với nhau, sáng mấy ổng còn hủ quậy uống cà phê, uống trà nói chuyện được. Chứ nếu mà thí dụ như tất cả là cò toàn là nữ hết, tự nhiên lọt con chú cũng tội không. Thành nữ ra Pháp Hòa thấy là, cho quý vị thấy như vậy. Rồi trong cái giới người xuất gia, thí dụ Pháp Hòa có thầy viện chủ, hay là có quý sư cô, có bạn đạo với nhau thì quý cô cũng vui. Chứ nếu không thì cũng không biết nói chuyện sinh hoạt với ai. Nó là như vậy. Cho nên trong cuộc sống á, ai cũng cần cái sự cảm thông. Ai cũng cần cái sự cảm thông. Mà bây giờ chúng ta chỉ cần chúng ta chánh niệm. Hôm nay là cứ nói đi nói lại cái chữ chánh niệm. Cái chữ chánh niệm nó hay lắm. Không phải là cái chánh niệm là cái gì ngồi thiền thở hít cười rồi kêu là tu đâu, mà chánh niệm mình ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày. Ví dụ như mình đi ngang, mình nhìn cái người đó, mình nhìn cái người đó mà mình chánh niệm là mình hiểu là người này đang có nội tâm. Nhiều khi chồng đi làm về mình thấy bữa nay là nói chuyện khác, mấy ngày thường là mình chánh niệm là thôi đừng nói nhiều nha. Ổng mà mình nói nhiều lan lát ổng nổi. Thành thử ra cuộc sống vợ chồng là mình phải có chánh niệm, mà hiểu chánh niệm đó là khi mình biết hiểu về nhau là lúc nào nói, lúc nào nín, lúc nào chia sẻ và lúc nào không nên. Và có những lúc á, cái việc đó đó không thể nói hôm nay, đợi hôm khác nói mới được. Thành thử ra cái chánh niệm nó giúp cho mình, nó chánh niệm là một năng lực. Chánh niệm là một năng lực mầu nhiệm giúp cho chúng ta sống trong cuộc sống mà an vui cho mình và an vui cho mọi người. Mà nếu chúng ta có được cái chánh niệm như vậy thì chúng ta cuộc đời này á, nếu mà nói khổ á, lấy cái ngón tay thủng vậy là cũng đụng cái chữ khổ nữa. Nhưng mà tại vì chúng ta có chánh niệm cho chúng ta mới không để cho những cái khổ đó nó thật sự nó làm khổ mình. Chứ thật sự bản chất của các pháp nó không có khổ gì hết á. Tại mình nhận nó hay là không nhận nó là nó khổ thôi. Ví dụ như bây giờ á, quý vị nào yêu hoa thì cầm một bình hoa lên cực khổ, từ ở cái này từ ở Busan bưng lên tới đây đó nha, chứ không phải là ở đây đâu ạ. Nhưng mà tại vì người ta biết rằng cái bình hoa này nếu chịu khó bưng lên thì sẽ để được trang trí ở bàn giảng của thầy, cho nên cầm lên mà không có gì khó. Mà cái người mà người ta không yêu hoa hoặc người ta không có cảm thấy sự đặc biệt gì của nó là nó nói trời ơi bỏ cho rồi chứ để chi cho nó mất công. Không, mà phải công nhận là hoa ở đây rất là tươi. Nếu mà ở Canada mà bình hoa này mà hôm nay về là héo mất đất rồi đó. Mà sao hoa ở đây rất là tốt, một lần một tháng hả? Nếu mà ở Canada được vậy mình đỡ tốn tiền. Ở bển hoa thời tiết nó khô á, cho nên là rồi mùa đông thì phải mở sưởi, cho nên hoa ở bên đó nó mau héo, nó mau hư lắm. Dạ. Rồi thì đó là cái vấn đề giúp cho chồng. Cái thứ hai trong này là con muốn gửi con của con để học Phật Pháp cùng thầy có được không? Nhà gia đình chồng con thì đi nhà thờ. Cái gì? Đạo Chúa hả? Thờ Chúa. Bé lớn đi nhà thờ, bé nhỏ 3 tuổi, con muốn gửi cho bé nhỏ cho thầy. Gửi bé nào cũng được hết á, tại bé nào nó có ăn kim chi. Thưa đại chúng, cái đây là mình nói chung thôi. Tức là cái tâm của cha mẹ là luôn luôn muốn con mình lúc nào cũng quy hướng những cái điều thiện, điều lành. Đó là cái ý tốt. Nhưng mà mỗi đứa nó có một cái duyên khác nhau. Thì bây giờ mình muốn hướng nó về cái thiện á, thì mình sống thiện và mình dạy cho nó thiện ngay từ khi nó nhỏ. Gieo cái chủng tử, gieo cái hạt giống. Nhiều khi trong đời này, trong giây phút này mình còn sống đây,
nó có thể nó không thực hiện cái ước muốn của mình, thấy không? Tuy nhiên biết đâu chừng sau khi mình già, mình 100 tuổi rồi thì có thể nó quy hướng của ông chừng. Giống như Pháp Hòa nghe là có những người Hàn ở đây, họ sống đau khổ, thì họ thấy rằng xưa nay họ có một cái đức tin, có một đức tin thôi, đó là cầu nguyện, chỉ tin và cầu nguyện. Thì họ thấy họ tin và họ cầu nguyện hoài, nó cũng không có gì khác. Thì bây giờ họ có muốn, họ muốn trở về lại cái nguồn gốc của họ, để mà họ đi tìm một cái gì đó giúp cho họ giải khổ. Thì khi mà họ trở về cái nguồn gốc hàng của họ đó, gốc tích xưa của họ, thì họ biết rằng tổ tiên gốc tích xưa của họ là Phật giáo. Thì bây giờ họ mới học, họ bắt đầu biết là Phật giáo, bắt đầu đi tìm hiểu về Phật giáo. Thì họ đã tìm hiểu về Phật giáo thì Phật giáo cung ứng cho họ những cái phương pháp sống tập để mà chuyển hóa đau khổ. Thì Pháp Hòa có nói với họ, đạo Phật không phải là chỉ có đức tin, mà cho dù anh có nắm được cái bản đồ cũng không có nghĩa là anh đã tới chỗ. Anh có được một cái tờ giấy mà ghi những cái toa thuốc cũng không nghĩa là anh hết bệnh. Mình có cái toa thuốc thì mình phải uống thuốc. Mình có bản đồ thì mình phải đi theo cái bản đồ đó, mình mới tới chỗ được. Có nhiều người, người ta nắm cái bản đồ mà người ta tưởng người ta đã tới rồi, tại vì người ta tin có bản đồ trong tay thì người ta đã tới chỗ. Hay là cầm cái toa thuốc trong tay nghĩa là người ta hết bệnh. Nhưng mà Phật giáo thì không phải như vậy. Phật giáo cung ứng cho mình cái toa thuốc, cái bản đồ, và còn nhắc mình là nhớ theo bản đồ này để đi. Cho nên Phật không hề nhận Phật là một vị thần có khả năng ban phước cho ai, mà Phật là một người thầy có khả năng dẫn cho mình đi. Cho nên mình quy y Phật. Chút xíu quý vị quy y đó. Quy y Phật nghĩa là chúng ta nhận Phật là người thầy dẫn dắt cho mình. Quy y Pháp là lời dạy của Phật. Lời dạy này có khả năng cứu khổ ban vui, chuyển khổ thành vui. Quy y Tăng là đoàn thể sống theo lời Phật dạy. Cho nên gia đình mình á, nếu mình khéo á, mình cũng có thể biến gia đình mình thành một tăng đoàn. Chồng mình, vợ mình, con cái mình có thể trở thành một tăng đoàn, sống vui, sống hòa thuận theo lời Phật dạy. Cho nên đừng có nghĩ tăng ở trong chùa, tăng là gia đình mình nữa đó. Nếu mình có được phương pháp tu thì tự nhiên gia đình mình hòa thuận. Mà gia đình này hòa thuận từ đâu? Từ cái đời, từ lời Phật dạy. Quý vị nhớ trong kinh Pháp Hoa không? Chúng ta là những người con Phật, từ miệng của Phật mà sanh ra. Quý vị nhớ câu đó trong kinh Pháp Hoa đó. Thì cái chữ là từ trong miệng Phật sanh ra không có nghĩa là Phật khà cái mình dâng ra mình làm con Phật. Nhưng mà cái tâm tánh kỳ cục của mình ngày nay đã chuyển đổi được nhờ giáo pháp của Phật. Mà giáo pháp này là do Phật nói, phải không? Phật thuyết cho mình nghe, rồi mình nghe những lời đó mình chuyển hóa mình. Như vậy là mình sanh ra thành một con người mới nhờ lời của Phật. Cho nên mình con từ miệng Phật sanh. Trong kinh Pháp Hoa dùng cái từ đó, con từ miệng Phật sanh, nghĩa là con nhờ nghe giáo pháp của Phật mà con được chuyển hóa. Còn bây giờ mình muốn gửi con, mình không phải là mình đem nó vô chùa, mà mình làm sao mình dạy cho nó cái cách sống. Mà một khi cái duyên nó thuần thục, mình muốn cản nó cũng không được. Cái duyên mà nó nhiều khi đời này á, nó mới có bén cái rễ cái duyên thôi, tiếp tục tưới, không? Nhưng mà nó cũng có cái duyên với mình, nó làm con mình. Và mình được sanh ra trong một cái gia đình của một người Phật tử mà lại hiểu đạo. Mà thí dụ như quý anh chị có thấy rõ ràng là trong cái cảnh khổ mình mới tìm tới đường tu không? Nếu mà quý anh chị không có khổ, chắc quý anh chị đâu có đi tìm Phật pháp quý anh chị nghe đâu, phải không? Thành thử ra nhiều khi á, Pháp Hòa có nói một cái bài, nói chuyện ở bên Mỹ vừa rồi á, khổ là duyên tu. Nhiều khi cái khổ chính là cái duyên để chúng ta khơi mào tu.
có cái em đó nó buồn tình, nó thương cái người này mà người đó không thương nó, nó buồn quá mà nó đi tìm bao nhiêu người để trả lời cho nó câu đó. Cái bữa đó nó bấm ở trên mạng á, nó bấm cái chữ là nó bấm cái chữ gì cũng biết nữa mà nó dính có cái chữ duyên ở trong đó. Cái đó nhảy lên có một bài giảng của Pháp Hòa là 12 nhân duyên. Rồi những cái bài có chữ duyên duyên, cái nó click vô nó nghe. Nó nghe xong rồi là từ đó cái nó thấy nó thích, cái bắt đầu nó tìm tới. Và từ đó về sau đến bây giờ nó trở thành một Phật tử luôn. Và bây giờ nó nói với Pháp Hòa, nó thấy con cảm ơn thầy, nhờ cái bài đó mà con, nhờ cái bài đó mà con được cái gì đó, con được biết Phật pháp. Đó thì hôm nay gặp mà các anh chị sinh sống ở ngay địa phương này hoặc gần gần, mà Pháp Hoàng nghe nó đâu có gần gì đâu, người nào cũng đi 2-3 tiếng xe lửa mới đến, phải không? À, thôi không sao, tuy xa mà gần. Có nhiều lúc á, quý vị biết không, nhiều lúc á, hai vợ chồng ngồi sát bên vậy nè mà la hét với nhau, tưởng đâu là đang ở xa lắm. Cái đó gọi là tuy gần mà xa đó. Tại vì thường thường người ta la là khi nào ở xa, nói không nghe mới la. Còn đằng này mình sát bên mình cũng la nữa, thì cái đó tuy gần mà xa. Còn mình ngồi ở đây cách nhau nửa cái quả địa cầu mà tuy xa mà gần. Thôi thì chiều hôm nay thăm tất cả quý anh chị và chia sẻ một chút xíu Phật pháp như vậy, thì chúng ta sẽ đi qua cái chương trình khác, đó là cái phần quy y cho Phật tử. Bởi vì cũng có một số các anh chị sau cái buổi này rồi phải đi về để còn lo công việc của mình cũng như gia đình. Thì Pháp Hòa xin phép được thay mặt cho quý thầy, quý cô, quý Phật tử trong đoàn kính chúc tất cả quý anh chị cùng gia đình hai bên sức khỏe an vui và có nhiều cái thuận duyên trong cuộc sống. Và quý anh chị nhớ rằng không có cái gì là cái ngày tận cùng hết. Nước á, mà nó đụng tới cái chân tường thì tự nước nó sẽ tẻ. Một cái rễ tre mà nó chằng chịt cỡ nào nhưng mà nước vẫn có thể thấu đáo được. Một cái ngọn núi rất vững, khi mây nó bay tới núi thì tự động mây nó tẻ ra. Cũng như thế, chúng ta là những người con Phật, cái tâm của chúng ta đã mềm mỏng uyển chuyển như cái nhành dương của Đức Quan Âm, thì chúng ta vẫn có thể sống thuận theo chiều gió bay. Nhưng mà khi gió ngưng rồi thì chúng ta trở về cái vị trí của mình. Những cái gì mà chúng ta đang tùy thuận trong lúc này chẳng qua là để rèn luyện cho cái tâm tu của mình ngày thêm vững chắc. Và như hồi sáng thầy có dạy chúng ta, đừng thấy cái khổ lụy là nghiệp chướng, mà hãy thấy cái đó là phước của mình. Phải không? Ở trong cái khổ này nhưng mình vẫn còn chút phước đó. Có những người á, người ta không có được một chút đó nữa thì sao? Phải không? Thành tử ra không có cái gì là cái tiếng Anh đó, tiếng Mỹ nó gọi là DS. Không có cái gì gọi là gì, the end of the world. Không phải là ngày, không có cái gì mà gọi là tận thế hết. Không? Nếu mà chúng ta nhẹ nhàng, chúng ta uyển chuyển thì chúng ta lách được hết. Chúng ta lòn lách, chúng ta sống được hết. Cho nên mình hay dùng con cá làm biểu tượng vậy đó. Phải không? Con cá đó nó lách, nó lòn lách, nó sống được. Cho nên cái mỏ đó, cái mỏ để hình con cá. Phải không? Vì con cá nó có thể nó ướn, nó lượn được trong những cái khe để nó sống. Và con cá nó ăn gì? Nó ăn rong, nó rỉa nhỏ 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 dưới vậy thôi. Đó. Mình cứ nhẹ nhàng mình sống vậy mà mình nhiều khi cá lý hóa long. Từ con cá hóa ra con rồng. Rồi, chúc quý anh chị được vui vẻ và có duyên thì chúng ta sẽ gặp lại. Đây, mời đại chúng hồi hướng. Lắng nghe
Thank you.